Một ngày rất là đông diễn viên, phải hơn 30 diễn viên, và đặc biệt là ekip nữa là gồm 80 người. Và bối cảnh này cho phép giới hạn, cho nên không thể nào mà tận tiện vào mà để bới cơm được. Mà ngày hôm nay là phải xếp hàng. Đây, thưa quý vị, anh xếp hàng chưa? Chưa, anh chen ngang được không? Anh chen ngang thì vậy thôi, lên đầu của hàng thứ hai đi. Diễn viên mình làm một hàng đi ha. Diễn viên mình làm một hàng đi. Trời, tôi nói ăn cơm mình ngồi rần rần vậy đó. Diễn viên làm một hàng. Ăn cơm tổ rất là ngon, cơm rất là ngon mà. Mình chắc là alo 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 alo. Tại vì mình phải giữ giọng á mọi người. Em là em anh Mạnh à. Đó, Hùng Thượng để đưa tới đây. Mời mời anh Hùng Thượng vô xếp hàng à. Anh Hùng ơi, ở đây. Ngày hôm nay đồ ăn còn có những món gì anh đứng đây anh đọc cho mọi người nha. Ở trong đầu mình phải nghĩ từ đầu nha mọi người ơi. Dạ rồi, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay có cà nướng. Có cá chiên. Anh ơi, cá này là cái gì chiên anh? Cá hường chiên. Cà nướng cá hường chiên đi. Rồi, một cà nướng cá hường chiên. Rồi, lòng xào. Lòng xào nè, rồi cái kia là thịt ba chỉ xào cải. Rồi cái món này là cái gì anh? Lòng xào là mày nói cho rõ nha, là lòng xào. Sai chính tả là chết luôn. Lông sao? Lông. Lăng sao? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì thật sự là một điều đáng tiếc là vì đợi của chúng ta quá đông. Cho nên là mong anh chị cô bé cho mọi người thông cảm nha. Nè, mình không có chen ngang như vậy.
nó này chen ngang kỳ quá à. Thật sự là ngày hôm nay quá đông mọi người à, phải thay phiên nhau như vậy. Ở bên kia là má Thanh Hằng nè, má Ngân Quỳnh nè, má Hoài An nè, rồi anh Con Dừa nè, rồi chú Bảo Trung nè, còn rất là nhiều anh chị diễn viên cũng chưa có ăn mà mọi người là lấy cơm cho mọi người ngồi bên kia đó. Còn đây là ekip đoàn với lại má anh một phần nữa là sẽ đánh võ với mình, đánh nắm với mình, cho nên là trời ơi anh ơi, anh ăn cái dĩa cơm chất lượng dễ sợ luôn á, ngon anh. Giống như cái bao tựa anh lớn nha anh mẹ. Dạ, nhưng mà ý là ăn cơm đàn ngon anh. Cơm đàn ngon nha. Dạ là được rồi. Dạ. Dạ. Nói chung là mọi người chịu có ăn nhiều no no một xíu nha. Còn biết sao một hồi nữa mình đánh đấm không à. Dạ. Đá ra anh cuốn nha. Rồi, bà Bảo con ơi, lấy cơm chứ, bà con lấy đồ ăn không nhỉ? Ba lấy cái gì? Ba xin con mà nó lên nó lấy đồ ăn không nhỉ? Ủa cái dĩa nãy cái dĩa tôi mày. À lấy đồ ăn trước mới lấy cơm sao rồi trước rồi. Trời ơi trời ơi. Mình đến từ từ. Mày kia có nước kia nước không biết ơi. Đây, anh ơi, ông cho nó. Anh tưởng cái có không, anh tưởng đi lấy kìa. Có bà nướng mà anh tưởng không có. Canh đâu đúng không? Dạ. Canh đâu. Em đâu? À. Em, hỏi cách là tím hả? Dạ, để coi cho mọi người trước đã. Dạ. Hên nha. Còn con cá cuối cùng á. Từ từ gặp gặp em nào cũng có, đừng vội vàng, em có em không. À mọi người thấy thầy trong ông nè, thầy trong đầu thầy nói là từ từ em nào cũng có, gặp gặp em có không không, cuối cùng thầy từ cuối cùng giờ thầy nhịn luôn nha thầy. Chết cha rồi. Chỉ là ăn cơm thôi, chỉ là ăn cơm thôi mà. Không ăn á thì đói, mà ăn vô thì mập. Thì làm sao đây? À em nghĩ là mình ăn mình vẫn ăn nhưng mà mình ăn ít lại. Còn theo em anh Long nhìn như thế nào? Anh là tụt được là đứng ăn. Tại vì anh tròn rồi. Ăn. Ủa giỡn chứ ông nói làm gì cuối cùng không cũng ăn vậy. Khổ ghê luôn. Ủa? Dạ. Dạ. Anh Nhật ơi, anh muốn dặn cấm thì liên hệ Hồ Bích Trâm nha. Anh Nhật anh nói là bây giờ không ăn thì đói, mà ăn vô thì mập, thì theo em anh làm như thế nào? Dạ. Anh Nhật ăn. Trời ơi, mọi người ơi, đắt đèn quá mọi người ơi. Sạch sẽ luôn. Sao lại thiếu ăn nữa rồi? Biết sao, mà không múc đồ ăn. Đùa mà, ít rồi. Tém cái này mà đi, tém đi, tém hết. Nó để dành cho những người sau nghệ sĩ. Để lại chia lại cho nhiều người. Nó nói rồi, chứ còn trà đâu còn. Cho em một chồng, anh hai đồ không? Đưa phụng múc là sao? Không có dạ dĩa phụng. Dạ, xin lỗi cho hai chị ra. Ông cài vào bây giờ chịu. Anh hai đi em múc cho nè. Tao để em múc cái này đi nha cho. Dạ, anh để em múc cho. Anh gì ạ? Anh để em múc nè. Cái này cho móng chân của mấy hàng nữa. Làm miếng cải lên cho tao. Anh hai cho đầu dĩa. Anh hai hủ hả? Không, có luôn rồi, giờ nhão. Giờ còn đồ uống à. Đây là giờ còn đồ uống đây mọi người ơi. Cái này em đi.
nghe toàn đồ hủ á mọi người, anh múc đồ hủ cho anh mọi người luôn nha. Ba ơi ăn cơm đi, bữa nay là rau rồi, thiếu rau rồi, chết rồi, lần lâu không quá. À, mình múc canh bên đây, bên đây có canh trứng nữa nè. Ngồi ngoài dự kiến luôn, tại vì đó là bữa nay đông quá, đông quá là bữa nay là không có thiếu đồ ăn mà là thiếu rau, nên là mình có rút kinh nghiệm để mà chiều mình bổ sung cho mọi người nha. Đó, thầy cảnh ăn chưa? Cái gì nó kêu vậy? Đó, ngày hôm nay là một cái cảnh là một ngày rất là nhiều diễn viên như vậy, thì hy vọng là mọi người sẽ ăn uống no nê đầy đủ để mà quay cho những cái cảnh sau thật là tốt. Rồi, cảm ơn mọi người nha, bây giờ mình sẽ ăn cơm đây, bye bye.